Hello anh em và come back to my canal. Giữa hai T cũng được nhỉ. Thừa tiền mình sẽ mua con kia con Mark 2 nhé. Không thì thôi. Cái bỏ 2T được thì mình sẽ chắc mình có sách thánh. Nặng đấy biết là biết bỏ ra tê lấy cái mắc 2 được anh ơi. Tiếp nhưng mà cũng chả nghĩa gì vì chả có tướng nào hai ngoại trừ hai đấu sĩ kia trông khá là lỏ và một cái đồ chí mạng em mình sẽ bán hết đi thôi và hẹn gặp lại anh em sau cái chuỗi thua này rồi. Bye bye. A few moments later hai anh em mình sau chuỗi thua. Cũng ra cái trò trống gì đấy anh em ơi. Ra trò trống gì đó. Đây có đồ giúp đánh. Đây không cần nữa, đây không cần nữa, đây không cần nữa. Thú, cung. Thú à, cung mà. Cái gì bây giờ nhỉ? Sự lựa chọn nào sẽ là sự lựa chọn của chúng ta đây anh em ơi. Ok, những con quả đồ xấu xí anh em ơi. Hợp lý đấy. Hai con Vera khá sớm. Một con cung nữa. Ok. Đã thì chơi kiểu này. Chơi kiểu già cũng được ha. Con già không? Con già một con này không? Không đủ pháp sư nhỉ? Này đi, không này chúng ta tìm. Hai AT, hai cung, một floor. Thương bắt đáy à? Căng nhỉ, hai thương ba thương, ôi nhiều thương thế. Chịu anh em ơi, khả năng nhiều thương này chúng ta không chạy được hết rồi, chạy thằng rời. Chơi điều này thôi. Mình chắc chắn trận này sẽ đánh Yon đấy, bởi vì nhìn ra hai con Yon này rồi thì không có cớ gì để không đánh Yon cả. Ủa con kia ulti đi em, trời ulti sớm lên em. Yon thủ hay Yon thì chưa biết thôi nhưng mà chắc chắn sẽ có Yon trong đó. Sao đấy đồ mana một chút đi, sách thánh các thứ đi. Hay đấy ngọc đại. Sách thánh tươi hơn thì AT. Cái cung nhỉ, làm cái cung nhỉ. Cung thủ nhá, anh em thủ đã đòn nhá. Floor 2 xiên nó điên quá anh em. Cầm máu thôi, cầm máu được bao nhiêu thì cầm máu tốt bấy nhiêu. Không tốt lắm. Đao này bỏ đi luôn nhỉ. Vera không ai chơi, Vera không ai chơi. Già chắc nó không chơi này. Butterfly có thể. Yon rất nhiều Yon em ơi. Không con này không cần nữa, con xe già xe neo rồi. Butterfly. Butterfly không có Noman bỏ luôn. Con này không có liên hiệp bỏ luôn. Hayate Yon. Nhiều thương nhỉ. Thương đáy này, hai thương đáy, ba thương đáy, bốn thương hai B, ba năm thương đáy. Đánh này thôi. Đấy. Một cái thương sẽ bắt được mình nhé. Là cái thương này, à không, không có thương nào bắt được mình cả. Đây là Yon. Thương đáy, dưới floor kia. Hai tay sấy luôn. Chết nó luôn đúng không anh em ơi. Xe này ulti nè. Ulti rồi máu rồi các thứ đi anh em. Ok, ngắt chuỗi thua ở đây nhá. Chuỗi thua 5. Yon 2 này nhầm cầm đồ rồi nhá. Nhầm Yon đó.
VR2 có hơi cần không ta? T nhỉ? Dọn carry mà. T nhỉ? Thương quá. Thương này ok bắt hai con đó. Thương này khó anh em ơi. Hồi máu lại các thứ. Chịu. Hơi khó. Nào cần thêm đồ cung hoặc không là mình phải đánh thú. Xe neo ở đây. Thêm một con thú này. Chưa đủ. Chưa đủ lắm. VC hơi sớm. VC 4 thú này. Lò nhót thôi. Rồi không vụ được trong mình thôi. Xe neo ở xuống một ô đi. Mình thêm này ở đây thôi. Vẫn đang hơi khá thiếu thốn cung anh em ơi, trận này không ra cung nhiều lắm nhỉ. Có ai đánh cung đâu. Bán thần khá nhiều này. Trợ thủ họa ám này. Trận này mình sẽ đánh muốn đánh cung thợ săn quỷ hơn là đánh thú anh em ơi. Eo ơi đồ xấu nhở. Đồ xấu này. Đánh thú ta. Bắt đầu cung ra này, bắt đầu cung 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 ra dần này. VC cần đã này. Bốn cung à. Bốn cung hay bốn thú nhỉ? Bốn thú trước đi. Bốn thú tự tin hơn em ơi. Bốn cung giờ đang hơi lỏng. Chanel đứng dưới một ô. Thương đáy này, thương đáy này, thương đáy này, thương đáy này. Và thương bắt bên này. Chỉ đào góc hơn bên kia thôi. Phoenix thương đáy bên kia thôi. Này thôi. Xạ Văn Heo chưa thấy đâu, thợ săn quỷ chưa thấy đâu. Vera cũng đang giữ hai con để phòng. Trận này mà ra một cái sách thánh nữa. À, tê đi rồi. Nhón sấy nốt rồi nhỉ. Thôi điều truy hồn thôi. Chắc cần truy hồn nhất. Cùng đi. Vẫn là cùng đi. Thú này cầm máu thôi. Cầm máu thôi. Thêm một tường nữa đi, thêm con cung này nhé. Tin tưởng cung được anh em. Floor, khá nhiều floor. Toàn thương đáy kia thôi, thương đáy kia, thương đáy kia, thương đáy kia thôi. Kia bắt Phoenix thôi. Ui dồi ôi, sấy phát chết luôn. Máy quan xe neo ra tanh cho mình. Hai lần tanh. Ok. Cung thiếu con văn heo với ở thợ săn quỷ em ơi, trận này hơi thiếu thợ săn quỷ. Heo này sang đây đấy nhỉ. Heo này đấy. Heo này bỏ luôn. Săn quỷ. Săn quỷ chưa thấy đâu. Ừ, thôi mình không để ý thợ săn quỷ ấy chứ mình. Săn heo hai sớm thương đáy. Đáy. Thương đáy cộng thương này à. Kéo một ô xuống nhé. I will see my destiny to the end. Long xiên đôi à? Long xiên con xe neo. Yon hồi được máu này. Yon hồi được máu tiếp này anh em ơi. Hồi máu phát nữa. Không được rồi, thôi không sao. Không sao anh em. Good job anh em. Teo là Yon Carry thôi. Yon Carry chính.
Thằng này chơi nhiều Nakoth để tận dụng cái hồn máu này. Có QC cũng được. Phát sau nhé, phát sau mình lên nhé. Si cân nhắc sau vào thay thú. Nốt trận này chơi thú thôi, trận sau mình sẽ chắc tìm được con Van Heel thôi. Sớm lượng nhỏ tìm con Van Heel. Van Heel 22 con cơ mà. Thiếu gì đâu. Nhà này không có, không có truy hồn này. Nhà này mình sẽ hồi được máu anh em ơi. Nhưng mà đã không đổi máu mình lại đi trên kia rồi. Ok, hồi máu được. Kể ra con Senel này hợp với thú nhỏ, đánh với thú hợp phết. Tí nữa hắc ám thì hơi yếu thôi nhưng mà đánh với thú là ok phết. Pha sau vòng sau sẽ nhiều hắc ám này, mình sẽ bỏ luôn thú này, mình sẽ đào lên tìm kiểu tìm con Van Heel luôn. 2, 3 Van Heel. Van Heel không thấy đâu. Săn quỷ này. Bắt đầu phải vào thôi, ba con thú phải đi thôi. VC con này vào với con HT và đã thời gian thợ săn quỷ này vào nữa. Này đi. VC, đưa con này đến dưới đi. Hai sách thánh à? Ê, mình muốn chơi thử con này anh em ơi. Muốn chơi thử con sức mạnh của con này nữa. Con Phoenix này thực ra cũng là một con nhiều đam cơ, không phải là một con ít đam đâu. Như gớm mặt thiên hạ phết đấy anh em ơi. Chứ không cần HAT đâu, thử thử con này phát nhá. Từ lâu mình đã hơi muốn thử con Phoenix này rồi. Đây nhá. Từ lâu đã muốn thử em Phoenix này rồi. Test thử tí đồ, cho nó hai đồ luôn. Teo bắn giữa luôn. Phoenix hai đồ bánh tim nào. Có ai bắt thương đáy gì không? Hai thương bắt tay này à? Một thương bắt bên này lại đào lên thôi. Bên này chiều thôi. Gió chiều nào chúng ta theo chiều đấy. Thanh giữa hơi trâu. Nào Phoenix carry nào em ơi. Anh tin em Phoenix ơi. Phoenix lỏ thế. Phoenix này trông tín rồi. Em Phoenix có đẹp trai không? Em Phoenix có đẹp trai không rồi. Có đẹp trai là có đẹp trai. Thôi, cho Teo. Teo uy tín. Phoenix có uy tín không? Quá uy tín là quá uy tín. À, Yate cũng được. Nhiều lựa chọn. Gì đây? Truy hồn nhá. Quá uy tín là quá uy tín. Kiểu HT2 cho HT2 vào. Phạt rồi. HT2 thật. Có tin tưởng HT cũng được. HT Phoenix ở đây. Thương giữa. Thương đáy bên kia hai phát này. Một phát một phát. Ok, check bạn thương giữa này phát nhé. Để phòng bạn thương giữa này đào sang bắt mình nhé. Không đảo đâu. Không đảo đâu. Hai thương bắt đáy bên này, hai bắt hai bên này. À, tay sấy đẹp rồi em. Ok, sấy đẹp này. Ổn ổn ổn. Phoenix có uy tín không? Quá uy tín là quá uy tín. Phoenix có đẹp trai không? Hai con giòn. Cười thế nhở. CDK, không cần CK rồi lên QC ngon. Phát 9, phát 9 anh em ơi. Phát 9, phát 9 liền. Chỉnh các bạn bắt xong hit này với bạn này nhé, hai bạn này quan trọng. Xem bạn nào bắt mình không. Thánh đồ à. Thánh đồ. Ta thể thánh đồ cho QC nhỉ, thể thánh đồ cho Teo được mà. Đồ cho Teo ngon đấy chứ. Thường bắt giữa thôi, thường bắt giữa thì mình không sợ lắm. Chéo mình sợ.
vanquish darkness. Bắt đầu con Senel mình bị dính hồi máu là bị hơi lỏ ấy. Truy hồn này nó sẽ bị cấm hồi máu bao nhiêu giây nhỉ? Chắc là trong 5 giây gây sát thương chuẩn. Chắc là sẽ trong 5 giây em ơi, khả năng cao là trong 5 giây. Pha này pha sau, không vội nhỉ? Không vội đâu. Vội không? Tháng 7 à? Tháng 7 hơi muốn vội. Tí đi. Bụi vã lên tí đi. Bắt xong hit này. Thương bắt đáy này. Theo bắn này, Yon bắn này, Yon sấy vào con cát này. Thánh đồ đâu em? Thánh đồ đâu em? Ôi sao em cứ nhảy như cá vậy? Sao em cứ nhảy như trốn con người vậy em? Sao thánh đồ của mình đâu? Ui ôi, để em con cát em mới nhảy nhiều quá. Mất cái chuỗi thắng rồi, mất công lên tiền để giữ chuỗi thắng mà không giữ được. Đen quá, đen quá. Phát rôn, một cái quy này. Cái này hơn đấy. Nó pro là quá pro. Thành nhóc quy nhỉ. Thành nhóc quy đấm nhiều đấy. Phoenix quy xin. Cút luôn. Giữ tiền. Thêm tiền. Quy auto được xuống đấm này. Một phát thường. Hai phát đánh thường mới đấm được. Cần vọt cát luôn anh em này. Chuyển triệu Reha cho Yon hợp quá nhở. Này cho Quy đi. Triệu Reha cho Yon. Một đối thủ nữa cho Yon. Ôi lại cái đồ này. Khổ không? Khổ. Victor Von Cát luôn. Von Cát à? Nhưng mà chưa có con kia nhỉ. Con mình cần lại chưa có anh em. Victor Von Cát phát nhiều hắc ám hơn, rén hắc ám hơn em. Quy này em cho con cát, hai đồ này cho Victor đi. Rén con cát săn quỷ. Quy hai AT thì ra đi rắc, sắp ra đi rắc nha em ơi. Tỉnh tỉnh chú, sắp ra đi rắc. Sợ hắc ám hơn em ơi. Xong rồi gặp nhà thú ở đây. Tại mình thấy nhiều nhà hắc ám phết. 1, 2. Không, tại mình thấy hai nhà này hắc ám rồi. Mình thấy hai nhà này có con rồng nữa nên mình đánh, định đánh tận săn quỷ đi. Counter nhà hắc ám luôn, cùng các bạn thú. Đấy. Cần con đi rắc này. Đồ thủ khá ngon, thằng đấy một cái giáp mệnh nên mình cần cái giáp mệnh quá. Chứ ra ra Gaia cũng được. Gaia thì lại hơi nhiều đồ nhỉ. Suy thêm Faro. Em từ từ nữa nha. Yon này. Này cho Richter nữa. Ôi ôi, con thên nó gớm quá. Thên 2 làm việc hết anh em ơi. Chịu. Ôi, vẫn nhảy được phát cuối nhưng mà không chết ai. Cần đi rắc, cần thánh đồ quá, cần con Yon. Yon gì? Vãi, cần đái thật. Ê, Yon đấy quả mình lắm đồ cực kỳ luôn ý. Một đồ này, hai đồ này, ba đồ này. Ba đồ tín ấy chứ, không phải ba đồ fake đâu. Chết rồi, 28 máu à? Không có đi rắc à? Em bỏ Richter lấy con Quy nhỉ? Ê, cần Quy đấy. Cần Quy.
Kệ thêm nhé. Thương đáy bên này đúng không? Thương đáy bên này. Ok. Thương bên kia không sợ. Thương phải không phải thương đáy. Hai thương bên này à? Rồng rồi giữa này. Để đấy còn đến để sang rồng rồi góc kia. Quy đấm một phát nào. Đấm một phát ok. Con cắt sấy, yon sấy. Con cắt gánh, con cắt carry à. Tanh tanh một chút em. Không sao con này cân được nhỉ. Có quyền trượng Reha mà anh em. Hồi máu như điên mà. Sao này hồi máu nhiều thế. Nốt hòa cờ cũng được. Thắng. Ừ. Đây rồi. Thấy chưa. Thấy chưa anh em. Tơ đứng góc này. Hết sự tiền. Giọt nào. Thương đáy này không sợ con cát bên này. Chẩn cái choi cho con cát nhỉ. Hồi máu lại không ăn thua anh em bởi vì có hắc ám. Không sao, con đốt vòng này cho mình hồi máu lại một chút. À đâu, mình sẽ có thêm tướng, thêm đồ, cắt thống khổ. Ronda. Còn nhiều dự định lắm anh em ơi, còn Richter này, còn Yon này. Còn nhiều dự định. Tao chẳng biết là còn Yon 3. Cần nhất còn Yon 3. Anh bảo là dương mộc gì nó không ra sót tướng được ấy nhỉ. Và bây giờ có cần sót tướng không? Nói thật đấy, bây giờ có cần sót tướng không? Sót tướng mình lấy thêm con gì? FPC à? FPC thôi, chưa lấy thêm con gì nữa không? Ninja cũng được, ninja thì hơi... Thực kỳ cũng được. FPC và ninja. FPC và ninja. Không tăng sót tướng rồi đã này. Một con Richter này. À, không đủ tiền thêm con gì nữa nhé. The door to another dimension opens now. I am the ghost walker. Thêm con gì nữa. Quy gần đấm luôn này. Nên HT này. Đủ gì. Đã. Cái này cho Quy đấm luôn này. Cái này cho Teo. Teo ulti luôn. Quy ulti luôn. Tơ này cho con cát đi. Không kịp xếp tướng em ơi, còn xếp tướng nữa nhưng mà không kịp. Vội lên thôi, con cát đáy bên kia. Theo bắn thẳng quy đấm luôn. Theo bắn phát thứ hai. Khá đau, theo bắn phát thứ hai khá đau anh em ơi. Quyền triệu Rea hồi được máu này. Theo bắn phát thứ ba. Phát súng thứ ba. Con cát đứng dậy em ơi, đứng dậy em ơi. Đứng dậy em ơi. Mình vẫn cần Yon, cần Yon 2, quy đấm luôn được rồi. Ok, lớp Lideka, Lideka bạn kia. Lideka thắng à. Bây mình sẽ gặp bạn lớp Lideka kia kìa. Lideka đi NI. Đã bổng bệnh cần được, Gaia cũng được. Gaia thì sẽ cho quy. Đã thống khổ mình sẽ cho Richter. Gaia cho quy. Cát. Giờ con cát không tươi lắm, ôi quy này. Bán bạn này đi mua con quy 2 vậy. Cơ hội cuối cùng. Cơ lớp đi DK này đánh gì. Không sợ bạn này anh em ơi. Bạn này không sợ. Không sợ lắm. Dìu vào đây không sợ. Nhưng mà trước là phát này mình phải mua 4 tướng à. Phát này mua 4 tướng mới di được tướng anh em ơi, chết giờ.
Bạn kia có thương không nhỉ? Ông lại không có thương, máy có hai bạn không có thương. Bác xì thì cũng đi rồi, gặp bạn lớp đi DK tiếp thôi. Nhưng mà mình muốn di tướng thêm, em mình muốn thêm mấy con AD này nữa. Con Quy đứng lên thêm một cơ ô một góc. Còn con Yon. Đủ tiền không? Không đủ tiền rồi. Đi rồi không được. Thôi rồi, không đủ cũng được. Chơi bằng những gì chúng ta có thôi em. Di chuyển tướng. Đừng động gì vào tướng nữa. Bạn kia thích làm gì làm nhá, bạn làm cái quái gì cũng được, trò trống gì cũng được, tôi không động vào đây nữa em ơi. Ta không dám động vào tướng luôn ý. Không dám động nữa. Okay. Do này sẽ sống được đến sang năm, tin tưởng là vậy. Rồng thổi chéo góc Rick Von Cat. Uy Von Cat à. Không sao, con Yon này sẽ có 3.000 giáp phép cơ anh em, không chết được. Gần như là không chết được con Yon, nhưng mà chết con Von Cat rồi này. Ok, bên kia chết tanh rồi, ok. Xếp đại tướng cho nó OCD một phát này. Bây giờ OCD mua 5 tướng à, không đủ tiền nữa. Nhưng mà thôi, với mình kết thúc rồi. Máy có trận đấu kết thúc rồi, không cần xếp tướng. Nên là... Nếu em thích cái chuyện này hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Phew. Ok, vậy thôi bye bye.